Trận đấu mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị và các bạn là cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà Sana Biển Việt Nam Khánh Hòa và đội khách câu lạc bộ Hải Phòng. Cho các thủ Hải Phòng và người ghi bàn đó là Doãn Ngọc Tân. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 14 với một tình huống dứt điểm ở cự ly cận thành. Một tình huống mà hàng phòng ngự của các cầu thủ chủ nhà đã chơi khá lúng túng. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của Doãn Ngọc Tân. Rất nguy hiểm, thiếu chút nữa là đã có bàn gỡ hòa cho các thủ chủ nhà. Và pha bóng cuối cùng là của Doãn Ngọc Tân. Tuấn Mạnh, nguy hiểm, Jamilin, có vào không? Hơi chậm, nhưng tỷ số là 2-0. 2-0 dành cho cao thủ Hải Phòng. Một sai lầm của hàng phòng ngự, sự phối hợp có thể nói là rất thiếu an toàn. Một tình huống không chế bóng cực kỳ bất cẩn của thủ môn Tuấn Mạnh. Và ngay lập tức, ông cùng với trợ lý của mình đã phải xuất hiện ở đường pit. Chúng ta cùng xem lại tình huống không chia bóng của Tuấn Mạnh, không chuẩn xác, và Jermelin rất bình tĩnh. Và treo bóng có ý đồ hướng tới cột 2 và... Đây bóng Hoài An khá nguy hiểm. Đây là pha bóng mà các tiền vệ bên phía đội khách đã chơi lợi. Quả lầy đánh đâu không vào, vẫn còn. Yusuf Touré đã ngã, là người chơi mũi nhọn. Còn Jermelin hoạt động rộng khắp. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lần này đã không có sai lầm nào của Lâm Tý Phẩm. Một pha dứt điểm tuy nhẹ nhưng bất ngờ và đủ độ hiểm, ngắn tỷ số ngay trước khi trọng tài Ngô Duy Lân thổi còi kết thúc hiệp 1.